Tiểu sử tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, là một nữ doanh nhân tỷ phú trên cương vị là tổng giám đốc của Vietjet Air, phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị ngân hàng HD Bank. Bà là người Việt Nam thứ hai được Forbes ghi nhận là tỷ phú đô la Mỹ sau Phạm Nhật Vượng. Thông tin cá nhân: ngày sinh mùng 7 tháng 6 năm 1970, nơi sinh tại Hà Nội. Theo hãng tin Bloomberg, Nguyễn Thị Phương Thảo kiếm được gần 1 triệu đô đầu tiên khi mới chỉ 21 tuổi nhờ bán máy phách và nhựa cao su. Sau khi quay về Việt Nam, bà góp vốn thành lập ngân hàng Techcombank và sau đó là VB Bank, hai trong số những ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Gần 20 năm sau, bà nổi lên như một nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Phần lớn tài sản của bà đến từ cổ phần của Vietjet và Dragon City Phú Long, dự án bất động sản rộng 65 hectare ở thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 9 năm 2013, hai vợ chồng bà được báo chí và dư luận quan tâm sau khi có thông tin Vietjet Air của họ đặt mua 100 máy bay Airbus trị giá 9,1 tỷ đô la Mỹ. Ngày 23 tháng 5 năm 2016, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hãng hàng không Vietjet đã ký thỏa thuận mua 100 chiếc Boeing 737 MAX 200 của tập đoàn đến từ nước Mỹ trị giá 11,3 tỷ đô la Mỹ. Về khu nghỉ dưỡng, ngoài việc là cổ đông lớn nhất của Vietjet Air, tập đoàn Sovico Holding của gia đình bà đã mua lại Furama Resort Đà Nẵng vào năm 2005, trở thành nhà đầu tư người Việt đầu tiên sở hữu và vận hành khách sạn 5 sao Furama Resort Đà Nẵng, khai trương vào năm 1997 với 198 phòng ngủ là nơi nghỉ dưỡng biển 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Gần một thập kỷ sau đó, Sovico tiếp tục thâu tóm thêm hai khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa là Anna Marara và An Lâm Ninh Vân Bay. Ngày 19 tháng 3 năm 2017, tạp chí Forbes công nhận danh sách các nữ tỷ phú đô la Mỹ trên thế giới năm 2017. Ghi nhận bà Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với khối tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Bà cũng là một trong 15 tỷ phú tự thân mới trong danh sách của Forbes năm 2017. Tài sản hiện tại và thành tựu tính đến ngày 7 tháng 4 năm 2018, tài sản của bà đã tăng lên 3,7 tỷ đô la Mỹ. Về gia đình, chồng bà là Nguyễn Thanh Hùng, ông chủ của Sovico Holding. Sovico Holding đang nắm giữ hàng loạt thương hiệu nổi bật tại Việt Nam như HD Bank và Vietjet Air, đồng thời là sáng lập viên của VB Bank và Techcombank. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là tiến sĩ học viện Mendeleev, ngành hành điều khiển kinh tế, cử nhân tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Moscow, cử nhân ngành quản lý kinh tế lao động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Moscow, ủy viên sáng lập Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên bang Nga. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động kinh tế tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính, ngân hàng. Bà đã và đang tham gia quản trị, điều hành các ngân hàng, định chế tài chính, công ty quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh việc kinh doanh, bà tham gia tích cực trong các tổ chức giáo dục và đào tạo, xã hội, từ thiện. Với mục đích gắn kết cộng đồng cho một thế giới tốt đẹp hơn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang đăng đảm nhiều cương vị chức vụ hơn chồng ở các doanh nghiệp trong nước như Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank, Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet Air và là cổ đông sáng lập của Sovico Holding. Bà Thảo là một trong 10 nữ doanh nhân Việt Nam được tạp chí Nhà giàu danh tiếng Forbes phiên bản tiếng Việt vinh danh. Bước đầu khởi nghiệp và sự thành công, những cán bộ dưới quyền CEO Nguyễn Thị Phương Thảo, đa số là đàn ông, đều khâm phục sức làm việc phi thường của bà, còn nhân viên nữ thì luôn coi bà là một thần tượng để phấn đấu. Với bà Thảo, một ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 2 giờ sáng ngày hôm sau là bình thường. Sinh trưởng trong một gia đình gốc Hà Nội, năm 17 tuổi, bà Thảo đi du học Đại học ngành Kinh tế Tài chính và sớm nổi tiếng trong cộng đồng với bản thành tích học tập xuất sắc và tài kinh doanh thiên bẩm. Khi còn là sinh viên năm thứ 2, bà đã bước vào thương trường. Khi ấy, thị trường Đông Âu thiếu thốn hàng tiêu dùng, mọi thứ đều khan hiếm nên bà kinh doanh đủ thứ, từ hàng điện tử, máy tính, máy phách đến băng đĩa.
đồng hồ, hàng nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông sang Đông Âu. Đồng thời, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường khan hiếm và cần như phân bón, sắt thép, thiết bị. Vốn liếng của CEO Vietjet lúc bấy giờ là chữ tín và sự lao động chăm chỉ của bản thân. Khi thấy mình chăm chỉ và có trách nhiệm thì các đối tác phân phối lớn sẽ chọn đại lý để phân phối hàng cho họ, nên mình không cần nhiều vốn. Do mình làm việc rất hiệu quả và trung thực, ví dụ thị trường giá cả hay biến động thì mình làm việc trung thực theo cách này. Giá bao nhiêu và doanh thu ngày hôm đấy tương ứng với giá hôm ấy mình đều thông báo cho người ta rất cẩn thận, nên người ta có niềm tin và thấy được việc mình làm có hiệu quả, doanh thu lợi nhuận bảo đảm tốt. Có một đặc điểm sau này trở thành tính cách kinh doanh của bà Thảo, đó là không có hứng với chuyện làm cò con. Xưa đến nay, bà chưa bao giờ làm nhỏ. Các công ty người ta chung nhau một container thì bà phải làm một lúc cả trăm container. Hoặc nếu chở hàng băng đường sắt, người ta chỉ dùng một toa tàu thì bà dùng đến cả đoàn tàu. Nhờ khởi nghiệp thành công và có niềm tin, chỉ sau 3 năm khi mới 21 tuổi, bà đã có 1 triệu đô la đầu tiên. Thời đó là rất lớn. Nhờ kinh doanh các loại hàng điện tử, máy văn phòng, máy phách và cao su tự nhiên. Với số vốn này, bà Thảo chuyển sang kinh doanh những mặt hàng công nghiệp như sắt thép, máy móc, phân bón và một số loại hàng hóa khác. Bà Thảo đầu tư về Việt Nam khá sớm với hai lĩnh vực là tài chính và bất động sản. Trên cương vị nào, bà cũng để lại dấu ấn rất ấn tượng và thành công. Những cán bộ dưới quyền CEO Nguyễn Thị Phương Thảo, đa số là đàn ông, đều khâm phục sức làm phi thường của bà, còn nhân viên nữ thì luôn coi bà như một thần tượng để phấn đấu. Với bà Thảo, một ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau là chuyện bình thường, là CEO hiếm hoi của ngành. Bà Thảo được nhìn nhận là đang làm thay đổi thị trường hàng không. Kể từ khi cất cánh năm 2011 đến nay, được 5 năm, sự thay đổi lớn nhất mà bà Thảo tạo ra trên thị trường là hiện thực hóa giấc mơ mọi người có thể tiếp cận với dịch vụ hàng không hiện đại. Theo thống kê, có tới 30% hành khách của Vietjet, trong đó số 30 triệu hành khách đã chọn bay cùng hãng hàng không này qua 5 năm qua là hành khách lần đầu được đi máy bay. Vietjet hiện có một đội tàu bay hơn 40 chiếc Airbus A320 và A321 vận hành trên 53 đường bay, trong đó có 36 đường bay trong nước và 17 đường bay quốc tế. Trung bình cứ hơn 1 tháng thì hãng này mở ra một đường bay mới và mỗi ngày hãng vận hành trên 300 chuyến bay. Bên cạnh đó, và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Obama vào năm 2016, hãng hàng không Vietjet Air của bà Nguyễn Thị Phương Thảo có một hợp đồng lịch sử giá trị hàng chục tỷ đô la Mỹ mua 100 máy bay của hãng hàng không Boeing. Và trong chuyến bay của Tổng thống Pháp Franco đến Việt Nam, bà Thảo cũng mua 20 máy bay của hãng Airbus. Là người kín tiếng với truyền thông, trả lời Forbes là một trong những lần ít ỏi bà Thảo chia sẻ với truyền thông quốc tế. Bà cho biết sự phát triển của Vietjet Air là nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo. Tôi nghĩ vì hàng không hơi chú ý nên mọi người tập trung vào nó và thấy rằng Vietjet tăng trưởng nhanh so với các hãng khác. Nhưng so với những điều từ trước đến giờ thì sự tăng trưởng của nó đều nằm trong kế hoạch cả. Các dự án của tôi như HD Bank chuẩn bị mất 8 năm và tăng trưởng gấp 15 lần. Doanh nghiệp tài chính tiêu dùng tăng 600% trong 3 năm. Nhưng chẳng qua mọi người không chú ý thôi, còn tăng trưởng của hãng hàng không này cũng không nằm ngoài kế hoạch của tôi.